Xin chào cả nhà. Thì bây giờ là 9 giờ sáng rồi cả nhà. Không biết tất cả anh chị mình buổi sáng thường thường cái công việc nó như thế nào. Thế đối với bản thân em ấy, cái công việc gọi là cứ 2 ngày một lần thì mình sẽ đi nhặt trứng gà một lần cả nhà. Mình nuôi với số lượng là 30 con. Cái số lượng nó không có nhiều nên thành ra mình cứ thích là dọn kiểu hai ngày mình sẽ gô mình nhặt một lần như vậy, với cái kiểu là 9 giờ sáng mình mới nhặt. Bởi vì trong quá trình mình nuôi đấy thì mình thấy cái con gà của mình đấy cả nhà, nó đẻ mạnh nhất, cái thời điểm mà nó đẻ nhiều nhất á là cái thời điểm mà tầm 7 giờ sáng và 8 giờ sáng. Qua cái thời điểm 8 giờ sáng đấy thì nó hết đẻ, nên thành ra là mình có một cái thói quen luôn là cứ canh tầm 9 giờ là mình ra nhặt trứng. Và cũng chia sẻ với tất cả anh chị ấy, cái chuồng gà đẻ của mình chia làm hai ngang như thế này. Như cái ngang đầu tiên ở trên cùng đấy thì mình cũng đã nhặt được như vậy trứng rồi đây cả nhà. Thì đây là chia sẻ với anh chị đấy, đây là mình chưa đếm để mình xem 1 2 3 4 5, đây là 18 quả rồi đây. Mình đã nhặt được 18 quả rồi, còn cái tầng dưới là mình chưa nhặt. Thì bây giờ mình nhặt, mình sẽ quay video chia sẻ cho tất cả anh chị mình xem cái công việc buổi sáng của mình, một cái công việc thường ngày là nhặt trứng gà để kiếm thêm cái thu nhập. Thì trong cái nhặt trứng gà này có một cái quả trứng rất là to cả nhà, đây là, mà theo em nghĩ cái trứng gà này này chắc nó có hai lòng đỏ rồi đây. Thì bây giờ em sẽ nhặt bỏ vào rổ và mình cùng nhau chia sẻ với tất cả anh chị. Thì em cũng chia sẻ với anh chị đấy là mình nuôi gà đẻ nhưng mà mình không có trang cống công nghiệp, một cái đặc điểm như vậy nên thành ra là trứng gà của mình nó rất là thơm ngon cả nhà, nó rất là chất lượng. Thì bình thường ấy, nếu mà một cái thời tiết đẹp ấy thì hai ngày em sẽ nhặt được tầm gần 40 quả đấy cả nhà. Còn nếu mà cái thời tiết nằm mờ nó kiểu nó không có nắng đẹp ấy, nó chuyển mùa đấy, thì em nhặt rất là thấp, tầm 15 quả một ngày thôi. Nói chung là nó dao động kiểu như vậy. Nói chung là gà nó đẻ không có đều, nó đẻ theo thời tiết cũng như cái cách mình cho ăn như thế nào. Mình cho ăn nhiều thì nó đẻ nhiều, mình cho ăn ít thì nó đẻ ít cả nhà. Cái này là do hai ngày mình bên nhặt một lần là có nhiều quả trứng nó bị vỡ, mình để con gà nó leo lên leo xuống cho cả nhà, nó bị vỡ trứng hết, nó kiểu như nó dành nổ đấy. Thì chia sẻ với tất cả anh chị, đây là một cái lượng trứng mà sáng hôm nay mình đã nhặt được đây cả nhà. Với cái lượng trứng này đấy thì tầm là 40 quả đấy, với 40 quả như thế này là với một buổi sáng mình thu hoạch. Thì đây cũng là cái thành quả trong vòng 2 ngày, chứ một ngày thì gà mình sẽ không được cái số lượng như vậy. Và em cũng chia sẻ với tất cả anh chị, như anh chị thấy đây là những cái con gà đi đẻ đây, nó đang chuẩn bị đẻ tiếp đây cả nhà. Và đặc biệt trong ổ của mình như anh chị thấy rất là gần như là không có gà ấp, đúng không? Bởi vì mình không cho nó ấp cả nhà. Nếu con gà nào ấp ấy, thì mình tách riêng nó ra, mình nhốt riêng nó ra để cho nó quay trở lại nó đẻ liền. Chứ nếu mà mình để cho nó ấp mà chỉ ấp bóng ấy, ấp không trứng, nó rất là lâu đẻ, ảnh hưởng tới cái năng suất của mình. Thì mình cũng chia sẻ với tất cả những cô chú, những anh chị mà ai chăn nuôi gà đẻ để kiếm thêm cái thu nhập. Thì mình thấy đây là một cái mô hình nuôi của mình là như vậy, một cái mô hình nuôi cực kỳ đơn giản luôn, đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả anh chị, nó hiệu quả lắm. Thì em cũng chia sẻ với anh chị ấy, vì mình là nuôi gà không có công nghiệp nên thành ra mình bán giá rất là cao. Còn nhiều anh chị đấy nghĩ là khi mà mình nuôi gà mà không cho ăn cống công nghiệp thì lượng trứng nó đẻ có đều hay không và có to hay không. Thì em cũng chia sẻ như cả nhà thấy cái quả trứng này không, nhìn nó cực kỳ to luôn này. Đó, như cả nhà thấy quả trứng to khủng khiếp không? Còn bình thường là nó như thế này. Nói chung là trứng thì cũng rất là đều cả nhà, mặc dù chỉ ăn lúa gạo thôi. Đó, cái này là em chia sẻ thực tế luôn. Nên anh chị mình ai mà nuôi đàn thức ăn truyền thống đấy, mình đừng có ngại, mình cứ chăn nuôi đi. Mình đừng có nghe ai nói gì mà nuôi gà đẻ là lỗ vốn hay là chăn nuôi rồi có biết. Đừng có nghe người này chia sẻ, người kia chia sẻ, nó không có sự thật. Không phải đâu cả nhà, cái em chia sẻ đây là thực tế nhất. Mình làm được như thế nào thì mình chia sẻ như vậy. Em không bao giờ nói điêu với các anh chị luôn. Em cho ăn rất là đơn giản,
chỉ lúa gạo thôi các anh chị, thỉnh thoảng em mới bổ sung những đầu cá đầu tôm, và em nuôi là giống gà, là giống gà tôm hồ. Em chia sẻ với anh chị luôn, em không nuôi gà siêu đẻ, mà lượng trứng 2 ngày em nhặt như thế này thì cả nhà cũng thấy nó quá giá trị. Cái này em không có rõ nhưng mà em cốp tầm 40 quả, em chưa đếm kỹ nhưng em nghĩ đây là tầm phải 40 quả. Mà với giá bán của em ấy thì hiện nay là em bán 4.500, 4.500 một quả, mình bán cho những cô chú ở xóm đấy. Còn em mà nhiều quá mà khi mà bà con người ta không mua ấy, thì em sẽ bỏ lại cho các quán tạp hóa. Mà những cái quán tạp hóa đấy cả nhà, ở em đấy, người ta sẽ mua em 4.000 và người ta bán ngược lại cho bà con đến 5.000 ha. Thì chia sẻ như vậy, thì với 40 quả như thế này đấy thì em lượm trong 2 ngày và em bán với giá 4.500 đấy cả nhà, là em sẽ được, em tính xem 4 16 là em sẽ được 180.000 ha. Như vậy là với 40 quả trứng gà mà mình đã có được 180.000 đấy cả nhà, một con số không có nhỏ đâu. Trong vòng 2 ngày là bình quân là ngày mình được 90.000. Tất nhiên cái này là em chưa tính cái chi phí chăn nuôi, đó là em chưa tính các chi phí thức ăn này, cũng như chưa tính cái công của mình vào đấy. Thế còn thật sự từ tất cả các chi phí thức ăn đấy cả nhà, thì mỗi ngày đấy, em bình quân chỉ dao động tầm 40.000 đến 50.000 thôi. Đa số là 40.000, ít khi nào được 50.000 lắm cả nhà. Bởi vì có 30 con mà, 30 con thì nó không có nhiều được. Mình nuôi số lượng nhiều kia, nó mới được với số tiền lớn. Chứ còn cái này là mình tính là đến 180.000 một lần như vậy, là do mình chưa trừ cái chi phí. Mà nhờ anh chị nào mà có sẵn cái nguồn thức ăn ấy, ví dụ như mình có lúa sẵn này, có gạo sẵn ấy, hoặc là có ngô sẵn ấy, mà mình không đi ra chợ mua ấy, thì gần như mình hút trọn ổ luôn. Mình có cái lợi nhuận khủng luôn ấy cả nhà. Nên anh chị mình ai có điều kiện chăn nuôi mình cứ nuôi đi, mình đừng có sợ cái vấn đề gì hết, mình nuôi ít thôi. Em luôn muốn làm những cái video như thế này đấy là để chia sẻ cho tất cả những cô chú mình, những anh chị mình, là nuôi gà để trước ấy, là để cho mình cung cấp một cái thực phẩm sạch cho mình ăn uống vào, cho nó đảm bảo cái sức khỏe. Sau nữa là mình bán để mình kiếm thêm cái thu nhập, mình phát triển cái kinh tế. Hoặc là những anh chị nào đấy mà mình trong quá trình mình sinh hoạt ấy, mình ăn uống ấy, cái thức ăn thừa đấy mình không biết vứt đâu, mình cũng chả biết đổ đâu, thì mình nuôi vài con gà như thế để mình tận dụng cái nguồn thức ăn thừa đấy đi cả nhà, để mình chăn nuôi cho nó vừa giúp mình xử lý cái thức ăn thừa, vừa giúp mình cung cấp cho mình được cái thực phẩm, giúp cho mình tiết kiệm thì cái chi phí sinh hoạt hàng ngày. Thì đây là những cái mục đích mà mình luôn muốn chia sẻ cho tất cả những anh chị như vậy. Nuôi gà đẻ trứng rất là đơn giản, như em đây cả nhà thấy không, như vậy là mình đã có thành quả. Nuôi những con gà to la, những con gà đa dụng thôi, mình không nên nuôi những con gà siêu đẻ, bởi vì mình nuôi với số lượng ít. Thì đây là cái chia sẻ của em là như vậy, em gửi đến tất cả những anh chị mình. Em cũng xin kết thúc cái video tại đây.